Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thinh phòng nguyên thú thế giới. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Trật Phi Thăng, tác giả Trạch Trư, chương 556, tâm tư điều dân. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hứa Ứng liếc lão một cái nói: phương pháp này có thể thực hiện được, chỉ là nguyên thú nhân tộc bọn ta còn yếu ớt. Ta lo lắng quần long vô thủ sẽ làm mưa làm gió, làm hại người của nguyên thú. Long tộc sau khi đoạt xá vô cùng cường đại, tu vi thực lực còn cao hơn cả Hứa Ứng bây giờ. Nếu như ai đó cướp đoạt vạn long phiên, trực tiếp hồi sinh long tiên ở bên trong, thì vẫn sẽ là mối nguy hại rất lớn đối với nguyên thú. Đại Long nói: ý người là chờ thương thế của ta ổn định xong mới khôi phục long tộc. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Đại Long quả quyết nói: được, thế thì quyết định đi. Được thôi. Hứa Ứng thoải mái đồng ý, cười nói: Long gia, ta sắp độ kiếp phi thăng, người có đề nghị gì không? Ở Long Đình, hắn nhìn thấy sau khi thiên đạo Long Đình bị thiên tôn khôi phục, nắm giữ, thì trở nên cường đại vô địch, giúp thực lực của thiên tôn tăng vọt. Nếu có thể độ kiếp ở Long Đình, khẳng định sẽ khác với độ kiếp bên ngoài, nói không chừng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đại Long nói: nếu người muốn độ kiếp, chỉ độ địa tiên giới thiền kiếp cũng vô dụng, tăng không được bao nhiêu, muốn độ thì phải độ tam giới kiếp. Tam giới kiếp? Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, tam giới chủ tịch sắp đến, lúc đó có cõi âm, nhân gian và tiên giới sẽ hợp làm một thể. Phải đó, độ kiếp vào lúc đó sao? Đại Long cười nói: đó vẫn là địa tiên giới kiếp, tam giới mà ta nói chỉ là tiên giới, nhân gian giới và thiên tiên giới. Thiên kiếp của tam giới này mới là đệ nhất thiên kiếp. Hai mắt của Hứa Ứng sáng như tuyết, vội vàng nói: thế phải làm sao để độ tam giới kiếp? Đại Long lười biếng nói: tìm tổ thần. Tiên giới, bến thuyền. Từ khi chủ tịch tam giới đến nay đã rất lâu rồi, tiểu hủy tiên không có mối làm ăn nào. Dù là tiên phàm đều từ lèn qua vết rách tiên giới, còn ai đi qua thiên hà nữa. Nhưng hôm nay lại có người đến, bao trọn tiền thuyền của nàng. Người kia dung mạo tuấn tú, thần thái bình thản, hành xử nho nhã lễ độ, có phong thái quân tử. Người này đi lên trên thuyền, trả tiền gấp 10 lần, lại không nóng lòng rời đi, chỉ nói: chờ một chút. Tiểu hỷ tiên đợi nửa ngày, chỉ thấy một vị nam tử cao lớn từ trong sương mù đi tới, đầu đội đấu lạp, âm thanh trầm thấp nói: nhà thuyền, qua sông. Nam tử tuấn tú kia đứng dậy, mỉm cười nói: thiên tôn, tiểu đệ đã giao tiền qua sông, mời lên thuyền, để tiểu đệ tuyễn huynh một đoạn đường. Đấu lạp nhẹ nhàng giơ lên, khuôn mặt bên dưới hiện ra, chính là Lôi Bộ thiên tôn, đứng đầu lục bộ tiên đình, Nguyên Đạo Hải. Tiểu hỷ tiên trong lòng mấy động, đang nhận ra Nguyên Đạo Hải, cũng không xa lạ gì đối với một người khác. Nam tử tuấn tú kia chính là đế quân tiên đình. Đế quân và thiên tôn tụ họp trên thuyền của tiểu hỷ tiên, khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực. Hai người này đều là người của tiên đình. Đế quân là người đứng đầu đế quân trong thiên hạ. Các loại đế quân như Văn Khúc, Võ Khúc, Trung Nghi, Nhạc Lý, Quang Lộc đều thuộc phạm vi quản lý của gã. Mặc dù đều là chức quan nhàn tản, nhưng địa vị cũng cực cao. Thiên tôn thì là người đứng đầu lục bộ. Thiên tôn của năm bộ khác đều phải nghe lệnh của thiên tôn. Và lại thiên tôn trừng quản thiên kiếp, tất cả người phi thăng trong thiên hạ đều phải bái nhập vào môn hạ của gã, tự xưng làm đệ tử. Việc làm ăn của tiểu hỷ tiên thuộc về khu vực màu xám, đối mặt với hai vị đại quan tiên đình này không khỏi lo sợ bất an. Đế quân bày rượu xong, không có thức ăn, vô cùng thanh đạm đơn giản. Thiên tôn cũng không khách sáo với gã, thong dong ngồi xuống. Đế quân ngồi ở đối diện, rượu mời lão nói: nhà thuyền, có thể lái thuyền được rồi. Tiểu hỷ tiên cố nén nỗi bất an trong lòng, phát động tiên thuyền trôi về phía hạ du của thiên hà. Trên thuyền hai người ngồi đối ẩm, đế quân đặt chén rượu xuống, sinh lòng phiền muộn, nhìn về phía cảnh tượng trên bờ thiên hà, ngâm thơ: thiên hà dạ truyền phiêu hồi tinh, ngân phổ lưu vân ngọc thủy thanh, ngọc cùng quế thụ hoa vi lạc, tiền thiếp thải hương thủy bội anh. Nghe nói thời kỳ cường thịnh nhất của thiên hà năm đó, tiên thuyền qua lại khắp nơi, náo nhiệt vô cùng, bây giờ chỉ còn lại có một chiếc thuyền con lén lút chở người. Đúng là đáng tiếc. Thiên tôn nói: nghe nói năm đó thủy sư thiên hà
có mấy trăm vạn người, vô số tiên nhân hành binh bấy trận, binh mã thành thạo, thủ lĩnh tên là Bắc Cực Thương Thiên Thượng Đế, Thiên Bồng Đô Nguyên Soái. Đáng tiếc bây giờ thiên hà đã thông, nhưng từ lâu tiên đình đã không còn chức Thương Thiên Thượng Đế nữa rồi. Đế quân nói, không phải tiên đình không muốn lập Thương Thiên Thượng Đế, mà là tài nguyên của tiên giới không đủ. Nếu muốn lập Thương Thiên Thượng Đế, xây dựng lại Thủy Sư Thiên Hà, thì biết lấy tiền từ đâu ra, tiền linh khí ở đâu ra để nuôi sống mấy triệu thủy sư. Nuôi sống mấy triệu thủy sư, những quan viên khác của tiên đình sẽ ăn không đủ no, chịu cảnh đói khát. Đường Kim Thánh Thượng chăm lo quản lý thiên hạ thái bình, nên mới không cần phải xây dựng Thủy Sư Thiên Hà. Thiên Tôn dầu dị nói, bây giờ mặc dù không cần phải xây dựng Thủy Sư Thiên Hà, nhưng đợi đến lúc cần thiết, muốn xây dựng thì đã chậm rồi. Đế quân rót rượu cho lão, cười nói, Thiên Tôn vẫn lo cho thiên hạ như thế. Thiên Tôn cười nói, chẳng qua người cũng vậy sao? Ta nhớ rõ năm đó người sợ quy tắc mới của thiên kiếp sẽ bất công với người chưa phi thăng ở hạ giới, đã từng dựa vào lý lẽ biện luận, không tiếc vì vậy mà trở mặt với bao nhiêu đồng liêu. Đế quân nhớ tới sự kiện kia, đó là chuyện sau khi thiên đạo thế giới vừa mới thành lập không bao lâu. Khi đó gã vẫn là một tiên quân, trong tiên đình cũng không được người khác chào đón, có tràn đầy nhiệt huyết cùng với bất bình. Lúc đó tiên nhân phi thăng tiên giới đã kín người hết chỗ, nên có người đề nghị muốn thay đổi quy tắc phi thăng. Quy tắc phi thăng khi đó là uy lực của thiên kiếp sẽ thay đổi theo kiếp vận kiếp số của người phi thăng. Kiếp vận kiếp số càng lớn thì uy lực sẽ càng mạnh. Nhưng sau khi thiên đạo thế giới nắm giữ thiên đạo, sẽ có thể thao túng uy lực của thiên kiếp, tiến hành điều tiết và khống chế thủ công. Do phải giải quyết quá nhiều tình huống của các tiên nhân, thế là có người đề nghị thay đổi nguyên tắc thành khi người khác phi thăng độ kiếp, uy lực của thiên kiếp sẽ ngang ngửa với thực lực của người phi thăng trước đó. Như vậy trải qua mấy ngàn năm, việc độ kiếp sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn. Cuối cùng thiên kiếp lại biến thành một cái lạch trời, ngăn cách toàn bộ người tu hành ở thế gian, sẽ không còn ai có thể phi thăng được nữa. Khi đó suýt chút nữa ta đã động thủ với kẻ đưa ra đề nghị này là Đào Chân Nhân, mắng hắn dắp tâm hại người, nói hắn là người phi thăng trước sẽ cắt đứt thiên lộ của người phi thăng sau. Đây là hành vi lên tường rút thang của kẻ tiểu nhân. Đế quân cảm khái, khi đó trong lòng ta chỉ muốn công bằng, nhưng chưa từng nghĩ tới việc không liên quan gì tới công bằng, mà là tiên giới thật sự không thể có thêm tiên nhân được nữa. Thiên Tôn cười nói, khi đó người vẫn còn trẻ. Đế quân rất tán thành, nâng chén rượu cười nói, đúng vậy, khi đó ta còn quá trẻ tuổi, chỉ biết nghĩ đến chuyện thay trời đổi đất, còn cho rằng mình làm như vậy là thay người đời chủ trì công đạo. Nhưng sau khi ta ngồi lên vị trí đế quân, tầm nhìn cũng đã thay đổi. Trong lòng của gã chỉ còn lại một mảnh tường hòa yên tĩnh nói. Ngồi trên cây ghế đế quân quan sát thiên hạ, mới biết để những luyện khí sĩ ở hạ giới phi thăng lên, bọn họ không có tài nguyên, không có tiền linh khí, không có độc nguyên, thì sẽ muốn nuốt chửng những người khác, muốn động thủ với chúng ta. Đám điều dân này không nhớ ân tình của tiên giới, mà còn muốn tạo phản. Thiên Tôn có lòng đồng cảm, cùng gã nâng chén nói, những điều dân này xưa này đều nói như vậy, nhìn thấy chúng ta sống sót, có độc uyên, có khoáng mạch, có linh khí, có nữ nhân, có địa vị, bọn họ không có thì sẽ kêu la bất công, không cho bọn họ thì sẽ tạo phản. Đế quân đặt chén rượu xuống mỉm cười, cho nên người vốn là người tốt, cớ sao lại là phản tặc. Thiên Tôn cũng đặt chén rượu xuống buồn bã nói, chủ võ, không phải ta muốn phản bội bệ hạ, mà là không thể không phản bội bệ hạ. Lão giống như bị mấy chén rượu này ảnh hưởng, dứt khoát mở rộng cửa lòng nói, người cũng như ta, đều là thiên tài của thời đại này. Trên đời này, người có tư chất ngộ tính vượt qua ngươi và ta không có mấy người. Ta vẫn luôn nghĩ, ta thua kém đám lão già cao cao tại thượng kia ở đâu. Là tư chất không bằng bọn họ, hay là ngộ tính của ta không bằng bọn họ? Là thiên phú không bằng bọn họ, hay là tâm tính không bằng bọn họ? Ta so tới so lui, phát triển bất cứ điểm nào, ta cũng không hề thua kém bọn họ. Âm thanh của hắn ta dần dần trở nên hùng hồn, càng ngày càng vang dội, vượt qua cả tiếng nước chảy thiên hà. Ta thua ở thời vận, không ra đời sớm hơn như bọn họ, không có thời vận cuột khởi ngay từ thuở ban đầu như bọn họ. Ta thua ở tài nguyên,
không chiếm được nhiều tài nguyên như bọn họ. Nếu như ta có thời vận như bọn họ, có tài nguyên nhiều như bọn họ, ta cũng sẽ là chí tôn, ta cũng sẽ là đại la. Câu nói sau cùng âm vang hữu lực, nói năng hùng hồn khí phách. Đế quân chậm rãi đứng dậy, đi tới cuối thuyền, nhìn dòng nước thiên hà sóng cả dập dìu, lo lắng nói: Thiên tôn, tâm tính này của người không có khác gì những điều dân khao khát phi thăng kia chứ? Thiên tôn nào nào. Đế quân cười như không cười nói: Người không phát hiện sao? Người muốn leo lên đến vị trí chí tôn, không tiếc vì nó mà tạo phản. Phàm nhân muốn độ kiếp phi thăng, không tiếc vì nó mà tạo phản, chẳng phải đều như nhau ư? Người chính là điêu dân. Thiên tôn chậm rãi đứng dậy, khí thế càng ngày càng mạnh, cười lớn: Chu Võ, chẳng lẽ người không phải điêu dân? Người không muốn trèo lên ư? Người tình nguyện cố phụ một thân tài học và bản lĩnh của mình ư? Đế quân đưa lưng về phía hắn ta, nhìn mặt nước, khoe mắt run run, ngón trỏ của gã cũng run run, rất muốn đưa tay chém bỏ tâm ma. Nhưng lúc này, bất cứ dị động gì cũng có thể khiến thiên tôn lợi dụng cơ hội. Đúng là ta có nghĩ tới. Đế quân ổn định lại tâm cảnh nói: Ta cũng có một trái tim điêu dân, nhưng con đường ta chọn lại khác với ngươi. Thiên tôn nhìn xem bóng lưng của gã, cười nói: Con đường của ngươi đúng là khác với ta. Ngươi là người của chí tôn, ngươi là con chó hùng dữ nhất mà hắn nuôi. Hắn muốn người cắn ai, người sẽ đến cắn người đó. Nên năm đó chí tôn mới phái người đối phó Hứa Ứng. Cho người đi cắn hắn, người trung thành tuyệt đối với hắn, hắn sẽ ban xương cho người gặm, cho nên người mới có địa vị đế quân. Tiểu Hỷ Tiên nghe thấy hai chữ Hứa Ứng thì lập tức giỏng tai lên. Thiên tôn giết người chu tâm, trực tiếp nói: Chí tôn kiêng kỵ ta nắm giữ thiên đạo thế giới, để cho người đối phó ta. Những năm này ngươi một mực xếp người vào Lôi Hỏa Công Bộ. Lôi Hỏa Công Bộ gần như đã biến thành người của ngươi. Ngươi muốn cướp hết quyền lực của ta. Bao năm nay đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn, nhưng hẳn là ngươi cũng cảm giác được, sau khi chí tôn đề bạt ngươi làm đế quân thì không cho ngươi thêm bất cứ lợi ích nào nữa rồi, đúng không? Hắn ta buồn bã nói: Ngươi tiếp tục leo lên trên thì chính là vị trí chí tôn. Hắn đương nhiên không thể để cho ngươi vị trí chí tôn này, nên hắn đã cho ngươi một quả nhân sâm đạo quả để cho ngươi tu thành đạo quả. Cũng là nói cho người biết, tiểu tử, là một đại la kim tiên đi, đừng mơ tới chí tôn nữa. Đế quân nhớ mày. Thiên tôn lại nói: Hiện tại hắn có thể sai người tới giết ta, hắn muốn nuôi người béo như thế, tương lai cũng có thể giết người. Hắn chính là một kẻ độc tài, Chu Võ, nếu người thấy rõ điểm này thì hãy liên thủ cùng với ta đi. Đế quân trầm mặc, chỉ nghe tiếng nước sàn sạt, không nghe thấy tiếng vang nào khác. Qua thật lâu, đế quân mới nói: Đạo huynh, ngươi nói nhiều như vậy, có phải là vì bị thương, không nắm chắc có thể đánh thắng ta không? Sắc mặt của thiên tôn lập tức trầm xuống. Ngươi bị thương xong vẫn trở về tiên đình, mục đích là muốn lén lút lấy động nguyên tổ châu của ngươi đi. Ngươi không tiếc mạo hiểm, cũng muốn thu hồi tổ châu, là bởi vì thương thế của ngươi rất nặng, nặng tới mức ngươi không cách nào chữa thương được, không thể không quay về lấy tổ châu. Chỉ tiên linh khí của tổ châu mới có thể đền bù hao tổn của ngươi được. Đế quân thản nhiên nói tiếp: Long đình hiện thế, ta chùn bước, mà ngươi thì như thiêu thân lao đầu vào lửa, đó là thất sách. Ngươi không tranh giành được gì, ngược lại còn về tiên đình lấy tổ châu, là ngươi thất sách lần thứ hai. Thiên tôn cười nói: Ở tiên giới, ngươi luôn xếp dưới ta, ngươi còn nắm chắc sẽ thắng được ta ư? Đế quân nghiêng đầu mỉm cười: Ngươi cho rằng 48.000 năm qua ta nghiên cứu cách đối phó với bất diệt chân linh là để đối phó với Hứa Ứng ư? Thiên tôn cười: Hứa Ứng đến nay vẫn còn sống, ngươi nghiên cứu 48.000 năm qua chẳng phải vẫn không thể giết chết hắn sao? Ngươi không giết được hắn, dám chắc có thể đối phó được với ta? Sát khí giữa hai người càng ngày càng nặng. Tiểu Hỷ Tiên như rơi vào hầm băng, bị sát khí của hai người áp bách tới mức không thể không động đậy. Trong nội tâm của nàng âm thầm kêu khổ, hối hận vì không nên lén nhận việc đưa đò này. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên nghe đế quân cười nói: Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tiên thuyền đã đi đến giữa thiên hà, đây chính là nơi dòng nước chảy xiết. Tốc độ chạy của tiên thuyền càng lúc càng nhanh. Kỳ sơn tuấn thạch hai bên bờ lướt qua vùn vút, thể hiện rõ thiên địa hùng vĩ thần kỳ. Đế quân dẫm chân xuống,
cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận âm ầm bộc phát. Cùng lúc đó, thân thể thiên tôn càng ngày càng khổng lồ, vạn giới chí tôn bất diệt chân kinh vận chuyển tức cực hạn, từ trong thân thể đến bên ngoài cơ thể đều phát ra bất diệt linh quang. Đạo tràng của hai người trải rộng, đạo thụ sừng sững đứng ở đó, khổng lồ vô cùng. Đạo quả treo lơ lửng, ngàn vạn đạo quang mang sắc bén như kiếm chém vào đạo tràng của đối phương. Tiêu Hủy Tiên cầm máy chầu trong tay đứng giữa hai người, không thể động đậy, chỉ thấy hai luồng sáng quang mang lóa mắt vô cùng kia phát ra sát khí diệt tuyệt tất cả mọi thứ sượt qua bên người, lướt qua gò má của nàng. Thời khắc này, Tiêu Hủy Tiên chỉ cảm thấy bản thân giống như đã tiến vào đất nước cự nhân. Đế quân ở đầu thuyền, thiên tôn ở đuôi thuyền, càng lúc càng lớn, càng ngày càng khổng lồ, giống như cự thần đỉnh thiên lập địa, khống chế thiên địa càn khôn. Thậm chí ngay cả tiên lâu cũng trở nên vô cùng to lớn dưới pháp lực của hai người. Tung hoành trăm ngàn dặm, phiêu đãng trên thiên hà, giống như đang chảy nhanh giữa thiên hà rộng lớn vô ngần. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là sóng lớn đầy trời. Bấy giờ nàng mới biết, không phải thiên địa biến lớn, không phải thuyền biến lớn, mà là mình bị áp bách đến nhỏ đi. Một cơn nộ khí dồn thẳng lên óc, nàng ngửa đầu kêu: "Hai người các ngươi, đừng có đánh nát thuyền của lão nương, tiền các ngươi giao còn chưa đủ cho lão nương sửa thuyền đâu." Nàng mới nói ra lời này xong thì âm thầm hoảng sợ, thuyền làm sao quan trọng được như mạng sống. Đột nhiên, đế quân và thiên tôn một trước một sau phóng thẳng lên tận trời. Tiểu Hỷ Tiên như chút được gánh nặng, thân thể khôi phục kích thước bình thường, vội vàng phất động tiên thuyền, lướt nhanh về phía hạ du. Phía trước sóng lớn ngập trời, tiên thuyền hóa thành lưu quang xuyên qua sóng lớn. Không trung truyền đến từng tiếng nổ mạnh như sấm rền, linh quang quanh thân thiên tôn hóa thành lôi đình chém về phía đế quân, khung cảnh hùng vĩ vô cùng. Đế quân giữa không trung, nguyên thần nguy nga ở sau lưng từ từ đứng lên, đạo luân khổng lồ sau đầu ông ông xoay tròn. Phía trên đạo luân lại có 12 đạo luân khác cũng đang gào thét truyền động. Bên trong 12 đạo luân, 12 vị đế quân ngồi nghiêm chỉnh giữa đạo luân, tự mình phát động diệt tuyệt tiên trận. Cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận bị mỗi một người bọn họ tế luyện, uy lực của trận pháp không ngừng bộc phát, ngăn cản đòn tấn công của thiên tôn. Cửu thiên thập địa phó mà quyết của gã đã có đột phá kinh người, ân ẩn trở thành công pháp cấp chí tôn. "Chủ võ, bản lĩnh của ngươi quả thật rất đáng gờm, đáng tiếc vẫn phải làm chó săn cho kẻ khác." Âm thanh của thiên tôn từ bên trên thuyền đến như tiếng sấm nổ tung. Tiên thuyền dưới chân Tiểu Hỷ Tiên càng bay càng cao, trong lòng không khỏi bối rối. Thứ bay lên không phải là tiên thuyền mà là thiên hà. Thiên hà bị làn sóng dư lực của hai đại thiên quân tuyệt đỉnh nhấc lên, giống một tảng băng trôi về vũ trụ tinh không. Tiên lầu trên thiên hà giống như một phần trong vô số ngàn vạn ngôi sao dày đặc. Làn váy đỏ của Tiểu Hỷ Tiên tung bay trên tiên thuyền, giống như một đống màu đỏ tô điểm cho tinh không có vẻ đơn điệu này. Bên tai của Tiểu Hỷ Tiên truyền đến từng tiếng rít, thiên hà bị pháp lực bằng bạc của thiên tôn dẫn dắt, cùng với đại đạo tương dung, hóa thành một dải băng bay lượn sau lưng của nam tử hùng vĩ kia. Theo pháp lực của thiên tôn vận chuyển, nước sông thiên hà cũng gào thét lao nhanh, càng ngày càng bành trướng, dòng nước càng lúc càng lớn hơn. Tiểu Hỷ Tiên cắn chặt răng, liều mạng không chế thiên thuyền, miễn cho bị đánh bay ra ngoài. Đợi tới khi một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, thiên hà đột nhiên bị cắt thành vài khúc. Trong lúc vội vàng, Tiểu Hỷ Tiên nhìn thấy đế quân đã luyện cửu thiên thập địa duyệt tuyệt tiên trận thành đạo quang màu tím, cầm đao chém đứt tua bằng đại đạo của thiên tôn. Trong 12 đại đạo luân sau lưng đế quân, 12 luồng đao quang màu tím bay lên, rơi vào thân thể khổng lồ của thiên tôn. Linh quang lập tức nổ tung, máu tươi bắn ra. Dòng nước thiên hà mãnh liệt từ phía sau đánh tới, đánh gãy thiên hà trọng liên. Tiên thuyền bị nước sông bao bọc sông về trước, xuyên qua từng luồng tinh hà phiêu đắng. Tiêu Hỷ Tiên cố gắng khống chế tiên thuyền, chợt thấy giữa từng luồng tinh hà kia có đại hà do vùng linh tạo thành đang chảy xiết. Sinh linh vạn giới tử vong hợp thành dòng sông lớn này, mà ở chỗ vạn hà hợp dòng, một chiếc cầu nguy nga vô cùng đang bắc ngang vạn hà. Một tôn thần nữ khổng lồ đang bán trà ngay trên cầu. Thần nữ kia tên là Mạnh Bà, người bình thường khó mà nhìn thấy chân thân của nàng. Lúc này nhìn thấy thiên hà mãnh liệt ập đến, lại nhìn thấy trận chiến của thiên tôn và đế quân, người nọ không khỏi biến sắc, quán trà cũng mặc kệ, tung người nhảy vào trong đại hà bỏ trốn mất dạng. Chương 557: Nhất tôn vẫn lạc, vạn tiên phi thăng.
mà thấy Thiên Hà sắp sửa va chạm với Đại Hà, thì đột nhiên Thiên Hà nhanh chóng trở về quỹ đạo. Quay về đường sông ban đầu, nước sông mãnh liệt, bỗng nhiên khôi phục. Tiên xoa đánh tới đánh lui trong dòng nước xiết cũng bình ổn. Tiêu Hỷ Tiên kinh nghi bất định, thấy đế quân đã khôi phục kích thước bình thường từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đầu thuyền. Nhà thuyền tiếp tục lái thuyền. Đế quân chắp hai tay sau lưng, đạo luân nhanh chóng xoay tròn, dần dần chậm lại. 13 đạo luân chợt biến mất, thản nhiên nói: "Chúng tử u diệt tuyệt minh đao của ta mà còn có thể đào tàu, đạo huynh người đúng là khiến ta bội phục. Đáng tiếc, người có thể chạy tới đâu đây?" Ánh mắt của gã nhìn về phía trước, chỉ thấy tù đình dần đập vào mí mắt. Tốc độ của tiên thuyền Tiểu Hủy Tiên cực nhanh, danh xưng thiên hạ đệ nhất. Nhưng để truy kích thiên tôn thì vẫn hơi chậm một chút. Mặc dù thiên tôn bị thương nặng, nhưng tu vi thực sự rất cao. Dù lúc ở Long Đình bị trọng thương, lại bị đế quân chém bị thương nguyên thần, nhưng này vẫn chạy thoát ra khỏi tiên thuyền truy kích. Điểm cuối cùng của thiên hà chính là thiên hải, chạy qua tù đình, đi vào nguyên sơ đại thế giới, chạy vào thiên hải. Thiên tôn rơi vào trên mặt biển, nhìn quanh một lượt, thiên địa trở nên rất xa lạ. Gã bị đế quân chặn lại nên lựa chọn đi đường vòng. Nhưng nguyên sơ đại thế giới đã kết hợp với tổ đình, lại có rất nhiều thế giới nối liền với nguyên sơ thế giới, hình thành đại lục và hải dương rộng lớn, non nước tráng lệ. Nhưng thay đổi về mặt địa lý khiến gã sinh ra cảm giác xa lạ, trong lúc nhất thời không thể tìm ra được phương hướng. Địa tiên giới từ xa xưa đã phân liệt thành chư thiên vạn giới, thiên tôn cũng chưa từng nhìn thấy địa tiên giới hoàn chỉnh khi xưa. Gã đi vào thiên hải cũng khó mà phân biệt được rõ phương hướng. Gã đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể ẩn ẩn có xu thế phá diệt, vội vàng vận chuyển vạn giới chí tôn bất diệt kinh, áp chế thường thế. Động nguyên tổ châu hiện hiện trên đỉnh đầu gã, tên linh khí vọt tới như thủy triều. Chính là vì tòa động nguyên này nên gã mới bại lộ hành tung, bị đế quân chờ sẵn ở trên thiên hà. Một cú vẫy đuôi của đại long viễn tổ vốn đã tạo thành nội thương cực kỳ nghiêm trọng cho gã, thân thể bị đánh nát, nguyên thần suýt chút nữa cũng bị đập nát. Nhưng cũng may là viễn tổ không có sát ý, chỉ là vào lúc rời đi vô tình chạm tới gã mà thôi. Nhưng đế quân lại muốn diệt trừ gã. Công pháp cấp chí tôn quả nhiên bất phàm, chu võ trải qua 482 lần chuyển thế, trình độ công pháp đã đạt tới cấp độ chí tôn cảnh. Cửu thiên thập địa trói buộc do 12 đạo luân của hắn đánh ra cũng có thành tựu phi phàm. Thiên tôn vận chuyển công pháp chấn áp lại vết thương. Đế quân ngoài miệng vì đối phó với bất diệt chân linh của Hứa Ứng nên sáng tạo ra cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận, nhưng thật ra là vì đối phó với gã. Bất diệt chân linh của Hứa Ứng đương nhiên rất cường đại, nhưng thiên tôn mới là người nhận được truyền thừa của tổ thần. Gã sớm đã luyện thành bất diệt nguyên thần, nguyên thần dẫn đầu đạt tới chí tôn cảnh. Gã từng thấy đế quân thi triển 12 đạo luân, nhưng khi 12 đạo luân hợp lại làm một thì cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận hóa thành tử u diệt tuyệt minh đao thì lại có khả năng chém giết nguyên thần của gã. Đáng tiếc hắn không muốn liều mạng với ta, chỉ là muốn an toàn bắt lấy ta, không liều mạng cũng đừng hòng bắt được ta. Thiên tôn thở dốc một hơi, thường thế thoáng cái ổn định một chút. Trên bầu trời đột nhiên chấn động, tiếp theo trên thiên mạc lại truyền đến âm thanh vang lên răng rắc. Một khe rãnh bắc ngang chân trời xuất hiện, vực sâu kia treo trên bầu trời ầm một tiếng mở ra, hóa thành một con mắt khổng lồ liếc nhìn bốn phía. Quỷ khư. Thiên tôn kẽ giật mình, chỉ thấy quái nhãn quỷ khư kia đột nhiên tập trung, ánh mắt tập trung lên người gã. Hai tôn tiên vương bên trong quái nhãn quỷ khư dựng mắt nhìn quanh, đột nhiên vui vẻ: "Tìm được tên phản tặc kia rồi." "Chỉ là thiên vương mà cũng dám mạo phạm." Thiên tôn giận tím mặt, đang muốn bắt lấy giết chết ngũ tuyệt tiên vương và địa cửu tiên vương, trong thiên nhãn kia đột nhiên có một bóng người cao lớn đi ra. Trong lòng thiên tôn chợt động: "Thái tuế thiên tôn Linh Trọng." Quỷ khư là phạm vi thế lực của thái tuế thiên tôn Linh Trọng. Vị thiên tôn này ở tiên đình cũng không có tiếng tăm gì mấy. Mặc dù thái tuế bộ cũng nằm trong tiên đình lục bộ, nhưng thế lực quá yếu, không có gì đặc biệt. Lại thêm Linh Trọng là người khiêm tốn nên rất ít người chú ý tới. Nhưng tam giới triều tịch lần này Ninh Trọng cũng cực kỳ sốt ruột, ngũ tràng quan lần trước gã cũng có tham dự. Thái tuế thiên tôn Ninh Trọng đi xuống khỏi quỷ khư, đi tới trước mặt thiên tôn, khom người cúi đầu chào.
Thiên Tôn, tiểu đệ đến tiễn ngươi một đoạn đường đây. Thiên Tôn cười lớn, sắc mặt tái nhợt. Ninh Trọng, ngươi là bộ hạ của ta, nghe ta điều khiển, vậy mà cũng dám tới giết ta. Ninh Trọng nói, Thiên Tôn thực lực cường đại, nếu là lúc bình thường, đương nhiên ta sẽ kính nhi viễn chi. Nhưng bây giờ Thiên Tôn bị thương, ta có thể đánh cược đọ sức một phen. Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống nói, nếu ra tay với ta, có lẽ người sẽ chết đấy. Ninh Trọng nói, vì động nguyên tổ châu có thể mạo hiểm thử một lần. Thiên Tôn thản nhiên nói, Ninh Trọng, đừng quên ngươi là môn sinh của ta. Năm đó ta chế tạo thiên đạo thế giới, khống chế thiên đạo. Ngươi là người thứ nhất phi thăng thành tiên. Ngươi bái nhập là môn hạ của ta, gọi ta là thầy. Ngươi có thể có được địa vị hôm nay cũng là nhờ vào ta một tay đề bạt nhấc lên. Ninh Trọng nói, ta rất cảm kích Thiên Tôn đã đề bạt. Nếu Thiên Tôn có thể giao động nguyên tổ châu ra, ta sẽ mặc cho Thiên Tôn rời đi. Thiên Tôn hừ một tiếng, lắc đầu nói, không có khả năng. Giao động nguyên tổ châu ra, ta đừng mong khôi phục thực lực, càng ngày sẽ càng suy yếu, mặc người chém giết. Ninh Trọng thở dài, chậm rãi phát động vô thượng huyền nguyên ngọc đường đại pháp. Đạo tràng trải rộng, giống như một mảnh ngọc đường. Trong đạo tràng có đình đài lầu các, đều do Mỹ Ngọc tạo thành. Trong ngọc đường này có một gốc huyết thụ, là đạo thụ của gã. Trên cây còn mang theo viên đạo quả huyết sắc, đang đập thình thịch như trái tim. Ninh Trọng điều động thái tuế chân thần, đạo thụ kia như biến thành khôi giáp bao bọc quanh thân gã. Hai người đột nhiên bùng nổ, thiên hải sóng cồn mãnh liệt. Giữa thiên địa xuất hiện hai tướng nguyên thần khổng lồ, liều chết tấn công, xuất thủ nhanh như chớp. Trong nhai mắt đã tiến phát đạo âm, như vạn long vạn tượng gầm dữ thét gào, đình tài nhức óc. Trên bầu trời thiên hải, chẳng mấy chốc đã có thêm đủ loại màu sắc. Đó là ô nhiễm do tiên đạo và ánh sáng thần thông tạo thành. Mảnh thiên hải này bị tổ đình đại đạo xâm nhập, biến thành lãnh địa tổ đình, nên tiên đạo ô nhiễm cực kỳ bắt mắt. Chỉ thấy quái nhãn quỷ khư trong bầu trời chuyển động nhanh như chớp, ý đồ nhìn ra tình hình giao thủ của hai người. Hai đạo thân hình giao thoa, Thiên Tôn lòng cảm thấy nặng nề, sắc mặt nghiêm nghị. Ninh Trọng cười lớn, nửa khom nửa quỳ trước mặt biển, chậm rãi đứng dậy, cười nói, Hứa Thiên Tôn quả nhiên là người đáng tin. 3000 phù văn thiên đạo truyền thụ cho ta, đúng là phù văn thiên đạo hoàn chỉnh. Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, điềm nhiên nói, hắn truyền cho ngươi rồi sao? Ninh Trọng xoay người, vận truyền tu vi, chuẩn bị đánh ra chiều thứ hai. Đây là giao dịch giữa ta và hắn lúc ở ngũ trang quan. Hắn truyền thụ 3000 phù văn thiên đạo cho ta, ta tha cho hắn rời đi. Thiên Tôn, năm đó người khống chế thế giới thiên đạo, cố ý khiến phù văn thiên đạo có nhiều thiếu sót, để người độ kiếp bởi vì thiên đạo giả mà để lại sơ sót sơ hở trên công pháp thần thông. Chắc người không thể nào ngờ được, ta đã có thể bù đắp công pháp của mình. Sắc mặt của gã chuyển sang lạnh lẽo, điềm nhiên. Người nắm giữ thiên đạo thế giới mấy vạn năm, làm trễ nải tương lai của biết bao nhiêu người. Người ôm giáp tâm đê hèn, để người phi thăng trở thành môn sinh của ngươi. Ngươi còn muốn nắm giữ nhược điểm chí mạng của bọn họ, có tâm tư nặng như vậy, đáng để ngươi có ngày hôm nay. Gã lại vọt tới lần nữa, hai người giao phong hai lượt trên thiên hải. Chỉ thấy mặt biển đột nhiên nổ tung, hai cột nước khổng lồ to cả mấy trăm dặm xoay tròn, phóng lên tận trời cao, càng lên càng cao. Quái nhãn quỷ khư nhìn thấy cột nước kia bay thẳng đến chỗ mình, hai vị tiên vương trong mắt vội vàng khép kín quái nhãn. Trên mặt biển sóng lớn ngập trời, đột nhiên thân hình của Thiên Tôn thoát một cái, lách mình tiến đi. Cùng lúc đó, Ninh Trọng Thiên Tôn từng bước bay lên tiến về quỷ khư. Quái nhãn quỷ khư lại lần nữa mở ra, hai vị tiên vương thấy gã đi tới, vội vàng tiến ra ngành tiếp. Ninh Trọng tiến vào quái nhãn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải. Thái tuế huyết nhục trên người cơ hồ chóc ra từng mảng, thoát ly khỏi thân thể. Chịu vết thương nghiêm trọng mà còn có thể lợi hại như vậy, không hổ là Thiên Tôn. Thân hình của gã loạng choạng khàn giọng nói, đưa ta về thái tuế tiên cung trên tiền giới. Tiền thuyền bồng bềnh trên mặt biển, tiểu hỷ tiên ngưng thuyền, đế quân đứng ở đầu thuyền, nhìn từ xa Thiên Tôn và Ninh Trọng giao thủ, nhưng không hề nhúng tay vào. Tiểu hỷ tiên cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, chỉ nói nhỏ, bây giờ chúng ta đã rời khỏi thiên hà, tiền gây giao lúc trước không đủ. Nàng còn chưa nói xong, lại có 10 cái bình ngọc bay tới, rơi vào trong ngực nàng. Tiểu hỷ tiên cuống quýt đón lấy,
mở một cái bình ngọc ra, trong bình đều là linh dịch do tiên linh khí ngưng tụ thành. Tiêu Hủy Tiên mừng rỡ, hôm nay kiếm được một vị khách lớn rồi. Đợi tới khi thiên tôn thoát đi, Đế Quần mới nói, tiếp tục đuổi theo, không cần tới gần quá. Tiêu Hủy Tiên tiếp tục lái thuyền đuổi theo thiên tôn. Thiên tôn thoát khỏi thiên hải, đi vào nguyên sơ đại thế giới, trong thân hình có linh quang chảy ra. Giao phong cùng với Ninh Trọng khiến thường thế của gã càng nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một cái đầu thiên thần thò ra, chỗ mi tâm mọc ra một con mắt đảo quanh. Tiếp theo, trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng bùm bụp, từng con mắt chui ra từ không trung trải rộng khắp bầu trời và sơn hà, thậm chí ngay cả trên vách núi treo leo cũng có. Mặt đất cũng thi thoảng vỡ ra, phía dưới lớp cỏ có từng con mắt mở ra, chuyển động nhanh như chớp. Thiên ý. Thiên tôn không khỏi tức giận. Đây là thiên thần của thiên đạo thế giới đang tìm kiếm tung tích của gã. Thiên đạo thế giới nằm trong tay gã, là địa bàn của gã. Không ngờ hôm nay, ngay cả những thiên thần này cũng phản bội gã. Tìm tiếp phản tặc rồi. Đột nhiên có mắt chú ý tới gã, từng con vắt phát ra tiếng người ồn ào kêu lên, tìm tiếp phản tặc rồi. Thiên tôn hừ lạnh, con mắt đầy trời vỡ vụn, ánh mắt nổ tung, thi thể thượng thần thiên ý từ trên không trung ngã xuống, bỏ mạng tại chỗ. Thứ ăn cây táo rào cây sung, ta không thể tha cho các ngươi được. Gã thật sự nổi giận, phát giác chư thần trong thiên đạo thế giới đang phá hư tượng thần của mình ở thiên đạo thế giới, lập tức khôi phục tượng thần, đại khai sát giới, giết hết tất cả chư thần trong thế giới thiên đạo, dù là thiên thần hay thần vương, tất cả đều bị giết không còn một mống. Tượng thần của gã huyết tẩy thiên đạo thế giới một lần, đột nhiên một cái tiên ấn bay tới đánh lên giữa trán của tượng thần, đánh bay đầu của tượng thần kia. Nhìn theo hướng tiên ấn bánh tới, chỉ thấy là do quan của một lôi hỏa cung bộ ném tới. Tiên ấn lại rơi xuống, triệt để tiêu diệt tượng thần của thiên tôn. Lôi hỏa cung bộ là thần dân do ta nâng đỡ. Thiên tôn chân tay phát run, đột nhiên trên bầu trời truyền đến âm thanh của hỏa bộ thiên tôn Lý Tử Tuyết. Người nọ cười nói, thiên tôn, tiểu muội đến phóng một ngọn lửa cho ngươi đây. Thiên tôn ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có tinh kỳ mở ra. Lý Tử Tuyết mặc một thần giáp trụ, váy đỏ hơn lửa, ngàn vạn nữ tiên dưới trướng đã bố trí xong vô lượng tiên hỏa kiếp trận. Thiên tôn không nói một lời, lập tức xông thẳng vào trong trận. Một lát sau, đại trận nổ tung, Lý Tử Tuyết tự mình đoạn hậu, cùng với chúng nữ tiên trở về tiên đình. Thiên tôn ho ra máu tươi, nhìn về phía xa, chỉ thấy phía xa có một tiên thuyền lặng lặng lơ lửng trên không trung, giống như một ngọn cỏ nhỏ bé tung bay giữa không trung. Làn váy đỏ trên tiên thuyền kia vừa bé nhỏ lại tiên diễm, đến mức một thân ảnh khác cũng trở nên mờ nhạt không rõ. Thiên tôn mau đi vết máu trên khóe miệng, không tiếp tục ẩn giấu thân hình mà đi về phía tổ đình. Thiên tôn, thủy bộ Tạ Thanh Sam đã chờ đợi ở đây từ lâu rồi. Phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, thiên tôn từ xa nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền bay lên không. Trên thuyền có vô số pháp bảo được tế lên, đằng đằng sát khí. Gã cũng lời nói nhảm, trực tiếp xông tới, đối chọi với tiên khí của ngàn vạn tiên nhân, đỡ lấy từng phát pháo trên đầu thuyền, xông thẳng lên thuyền của Tạ Thanh Sam. Thuyền lâu nổ tung, hai người cận thân giao phong, càng đánh càng cao, chỉ trong nháy mắt đã xông thẳng lên trời. Đột nhiên, thân thể của thiên tôn nổ tung, huyết nhục vỡ nát, chỉ còn lại một bộ bất diệt nguyên thần phát ra từng luồng linh quang. Tạ Thanh Sam kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung ngã xuống, liên tục phun ra máu, quát to. Thiên tôn dư uy vẫn còn, chúng ta đi. Gã xuất lĩnh, tướng sĩ thủy bộ vội vàng rời đi. Thiên tôn không hề đuổi theo mà đứng trên không trung, có phần bi thương. Nơi phát ra bất diệt linh quang trên người gã là những vết thương mà đế quân và viễn tổ để lại, không cách nào khép lại được. Gã phát động vạn giới chí tôn bất diệt kinh, huyết nhục sinh ra từ trong nguyên thần, chậm rãi khôi phục thân thể. Không bao lâu sau, thân thể của gã khôi phục, nhưng trên người vẫn còn từng luồng vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Chương 558, ta không sai. Trong những vết thương này có bất diệt linh quang tràn ra, huyết nhục lộ ra ngoài vô cùng đáng sợ. Thiên tôn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi tới phía trước. Đế quân đứng ở trên tiên thuyền, nhìn về phía gã từ xa, nói, tiếp tục đuổi theo hắn. Tiêu Hỷ Tiên điều khiển tiên thuyền đuổi theo thiên tôn. Hiện tại thiên tôn đã không cách nào cắt đuôi được tiên thuyền nữa,
Thiên Tôn tiến vào tổ đình. Không lâu sau, gã lại nhìn thấy vô số tiên nhân. Những tiên nhân này kết thành trận thế, trận pháp trên không trung có tiên kỳ tung bay, đó là tinh kỳ cực kỳ quen thuộc đối với gã. Thiên Tôn tâm thần chấn động như bị trọng thương, bước chân cũng loạng choạng vô lực. Gã đi về phía trước, chỉ thấy các lộ tiên thần như Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, Ngũ Lôi Viện Khu Tả Viện, Vạn Thần Lôi Ti, Lôi Đình Đô Ti, Lôi Đình Bộ Ti bay trận chờ đợi. Cầm đầu chính là phủ quân của Lôi Bộ Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, Trương Trường Thanh. Trường Thanh phủ quân nhìn thấy Thiên Tôn đến thì vội vàng đứng lên, khom người nói: "Thiên Tôn, tại hạ để đảm bảo tính mạng của vô số tiên thần trong Lôi Bộ, không thể không đến." Thiên Tôn trong lòng đắng chát, lại cười lớn, phong khoáng không thua gì năm đó nói: "Trường Thanh không cần phải nói, ta hiểu." Trường Thanh phủ quân thở phào một cái, nghiêm nghị nói: "Xin Thiên Tôn tiến vào trong trận đi một lần, trả lại trong sạch cho bọn ta." Thiên Tôn ngẩng đầu đi vào trong sát trận Lôi Bộ, gã nhìn về phía từng khuôn mặt xung quanh, đều là khuôn mặt quen thuộc, có người sợ hãi, có người lại tỏ vẻ hưng phấn. Tiên giới đã lâu không có Thiên Tôn vẫn lạc, một vị Thiên Tôn vẫn lạc sẽ đổi lấy hàng vạn tiên nhân lên như diều gặp gió. Tiên quân, tiên vương, thiên tiên địa tiên, thậm chí nhân tiên đều có cơ hội phi thăng lên cảnh giới tiếp theo. Trên thuyền, đế quân thản nhiên nói: "Thiên Tôn vẫn lạc, vạn tiên đều đang chờ đợi cơ hội này." Tiêu Hỷ Tiên thấy cảnh này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm đó Hứa Ứng làm đấu bộ Thiên Tôn vẫn lạc, mọi người cũng cùng loạn một trận như thế. Thiên Tôn xông ra khỏi tiên trận Lôi Bộ, thương thế lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Gã lảo đảo đi về phía tổ đình thiên đạo. Tiên thuyền từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm đi theo phía sau. Tán tiên trong tiên giới giống như cá ngửi được mùi tanh, nhào nhào mai phục ở dọc đường, ám sát, tập sát, vô số kể, lại thêm cao thủ trong tiên đình, vì giành cơ hội tiến thân nên cũng tới ám toán Thiên Tôn. Đợi cho Thiên Tôn đi tới tổ đình thiên đạo, thì Bất Diệt Nguyên Thần cũng đã không kiên trì nổi, cơ hồ sắp tàn rã. Gã mở cửa tổ đình thiên đạo, loạng choạng đi vào. Lúc này, Hứa Ứng cưỡi đế liễn, tay cầm theo chuông rồng, cũng đi tới tổ đình thiên đạo. Bởi vì đế liễn không có lọng tre, Hứa Ứng luôn cảm thấy nó không được an toàn. Hắn luôn luôn có cảm giác như có điều dần muốn hại ta. Hai cái lọng tre của đế liễn này đều bị đánh phế, có thể thấy được ngồi ở trên đế liễn không những không an toàn, còn có thêm rất nhiều nguy cơ. Nhưng tay cầm chuông rồng, Hứa Ứng lập tức cảm thấy như cảm giác an toàn quay về. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tu luyện tới phi thăng kỳ, tu vi viên mãn, có thể độ kiếp bất cứ lúc nào. Hai cảnh giới thần kỳ và đệ tam khấu quan đều không giúp hắn đề cao được bao nhiêu, nhưng phi thăng kỳ thì lại khác. Sau khi vượt qua cảnh giới này thì chính là tiên nhân, nguyên khí, thần thức các loại của hắn đều sẽ có đột phá về chất lượng. Lần đột phá này cực kỳ quan trọng với hắn. Hứa Ứng chú ý tới trên bầu trời có một chiếc tiên thuyền, không khỏi ngẩn ra, lặng lẽ tế chuông rồng lên bảo hộ trên đỉnh đầu, miễn cưỡng cho bị người khác một kiếm đánh nổ đầu. Đế quân, hắn từng gặp nam tử ở trên thuyền chính là đế quân, làm hại hắn sống kiếp bi thảm hơn 48.000 năm qua. Hắn ở đây làm cái gì nhỉ? Lại còn ở chung với Tiểu Hỷ Tiên, có gì đó rất lạ. Chẳng lẽ hắn dự định dùng an nguy của Tiểu Hỷ Tiên để uy hiếp mình ư? Gã Ứng cân nhắc qua tầm quan trọng của Tiểu Hỷ Tiên, thầm nghĩ, ta chắc chắn sẽ không khuất phục. Nhưng đế quân không ra tay với hắn, Tiểu Hỷ Tiên trên tiên thuyền cũng rất an toàn, không giống như đang bị uy hiếp gì cả. Lấy trạng thái hiện tại của Long gia, không thể tùy tiện động thủ. Một khi ra tay, ta sẽ rất dễ bị chia năm xẻ bảy. Gã Ứng do dự một chút, quyết định không động thủ với đế quân. Chuông rồng vừa mới hợp thể, tu vi cảnh giới của quả chuông còn không cao, đầu của Nguyên Thần Viễn Tổ cũng toàn là vết rách. Hiện tại cưỡng ép động thủ, chỉ sợ không quá mấy chiêu thì sẽ chuông nát rồng vòng mất. Gã Ứng lấy một lò hương ra, khom người xuống, trong miệng lẩm bẩm một hồi. Một lúc sau, cánh cửa của tổ đình thiên đạo đã hiện ra. Gã Ứng xuống khỏi đế liễn đi vào bên trong. Phía sau cửa, tổ địa thần cuống quýt chạy tới, cười nói, hóa ra là Hứa công tử. Vì sao Hứa công tử lại rảnh rỗi tới tổ đình thế này? Nhưng thật không khéo, tổ thần hôm nay bận bịu không thể tiếp khách. Gã Ứng chen vào trong cửa, cười nói, tổ địa sư huynh, ta nào phải khác, ta là đồ đệ của tổ thần cơ mà,
Là đệ tử thập thất, cầm tay dạy dỗ đấy, thùng phân của tổ thần cũng là do ta đổ đấy này. Thổ địa thần vẫn cố gắng ngăn cản hắn, cười nói. Đúng, đúng, thùng phân của tổ thần là do ngươi trộm đi, ngươi còn mặt mũi trở về à? Hứa ứng kinh ngạc nói. Thế thùng phân bị mất là chuyện của thổ địa sư huynh, ai lại bỉ ổi, ngay cả thùng phân cũng trộm như thế chứ? Thổ địa thần giận tím mặt. Người xách thùng phân chạy đi ngay trước mặt ta, ta một đường đuổi theo, không buông, nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Thiên sư huynh cũng đuổi theo ngươi, nhưng vẫn để ngươi chạy thoát, ngươi còn mặt mũi nói ai bỉ ổi như thế à? Gỡ ứng khom người xuống, lắc bả vai gã, cười lớn. Sư huynh, ta nói đùa với ngươi thôi, thùng phân đó đúng là ta mượn đi, chẳng qua là vì lúc đó ta hơi kẹt, lại không có đủ thời gian nên mới làm như vậy hay sao? Lần này ta trở về gặp tổ thần, chính là muốn nhờ tổ thần giúp ta luyện thùng phân này, tăng thêm một chút uy lực ấy mà, tổ thần còn tiểu ra máu không? Thổ địa thần đứng ở trên trống, trợn mắt quát. Sao ngươi mặt dày thế? Ta đã nói rồi, hôm nay tổ thần không tiếp khách. Gỡ ứng đi vào bên trong, cười nói. Vị khách ta đây không tầm thường, tổ thần nhất định phải gặp mới được. Sư huynh, địa vị của ngươi không đủ, đừng nên cản đường khách quý thì hơn. Nếu không đợi chút nữa tổ thần trách phạt ngươi, ta không nói đỡ cho ngươi đâu. Tổ thần máu sọc lên đầu, trống to tung bay, bay tới trước mặt Hứa Ứng quát. Khách quý người nói không phải là ngươi đấy chứ, đồ trộm thùng phân. Gã nói đến đây, đột nhiên âm thanh của thiên sư huynh đã truyền đến. Thổ địa không cần khó xử hắn, miễn cho khách quý chế nhạo, tổ thần có lệnh cho mời khách quý vào. Thổ địa thần ngây người, bực bội nói thầm. Lỡ như gặp mặt thì phải làm sao bây giờ? Còn không phải sẽ đánh nhau à? Ngựa ứng nghe thế thì không khỏi nghi hoặc. Này, thổ địa sư huynh, trừ ta ra, tổ đình còn có vị khách nào khác à? Thổ địa ấp úng, nhưng cũng không chịu nói rõ ràng. Ngựa ứng nắm vài gã, cười nói. Hai huynh đệ chúng ta quen biết nhau từ bao nhiêu lâu rồi? Chỉ thiếu mỗi một chuyện không mặc chung một cái quần mà thôi, nói ra xem nào. Thổ địa thần vẫn lắc đầu không đáp. Gỡ ứng lại càng hồ nghi, lặng lẽ lấy trượng thiên xích ra, truyền âm nói. Long gia, Trung gia, đợi lát nữa chúng ta nhìn thấy người khách kia, nếu ta nói động thủ, các người hãy lập tức xuất thủ cho ta, đánh chết tên khách nhân kia. Thần bà, có thể tính ra lai lịch của tên khách nhân kia không? Về trong động nguyên doanh châu, âm thanh của thần bà truyền đến. Tiên chủ, nơi đây bị pháp lực của tổ thần bao phủ, ta không thể tính ra được. Gỡ ứng đi theo thổ địa thần, đi về phía nơi ở của tổ thần, đợi tới khi đến trước nhà tranh, từ xa đã thấy một vị đại hán tướng mạo uy nghiêm, quỳ rạp dưới đất, đưa mặt về phía nhà tranh mà dập đầu. Gỡ ứng thấy rõ gương mặt của người kia thì lập tức nổi giận, im lặng tế trượng thiên xích lên, quát to. Xuất thủ! Trượng thiên xích gào thét bay lên, chuông rồng cũng từ từ bay lên không, muốn giết chết đại án kia. Nhưng đúng vào lúc này, một cái thùng gỗ đột nhiên bay ra từ trong khu vực hy di của hắn, bụp một tiếng đã hút sơn thủy trận thiên xích vào bên trong. Chuông rồng cũng bị uy lực của thùng gỗ kia định trụ, đại lòng vẫn dãy giụa, lại sợ làm hại nguyên thần của mình bị thương, đành phải nằm im. Nhưng thùng gỗ kia cũng không hút được nó. Trong tay Hứa Ứng không có pháp bảo nào, nhưng vẫn xông tới, mở luồng thái nhất kim kiều đè xuống, đè đại hán kia nằm dạp ở trên mặt đất. Gỡ ứng tụ khí thành kiếm, đâm về phía đầu của đại hán kia. Đột nhiên âm thanh của tổ thần truyền đến. Gỡ ứng, trong tổ đình thiên đạo không được sát sinh. Gỡ ứng mắt điếc tai ngơ, cầm chu tiền kiếm khí trong tay, một kiếm đâm vào đầu của đại hán kia. Đột nhiên một luồng chỉ lực từ bên cạnh truyền đến, keng một tiếng đánh nát chu tiền kiếm khí. Gỡ ứng tức giận thét dài một tiếng, tóc đen bay múa. Lúc này lập tức câu thông với chủ tiên tàn kiếm ở cánh đồng hoang bên ngoài Bích Du Cung, kích phát diệt thế sát khí, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Tạm hết chương 557. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.